Ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trung học Phổ thông LB, huyện Bảo Lâm bị tố giao cấu với trẻ em. Thông tin ban đầu, tối ngày 3 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc tiếp nhận tin báo tố giác của cháu gái 15 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc về việc bị người khác xâm hại tình dục. Theo tố cáo của nạn nhân, cuối tháng 8 năm 2023, ông H mua đồ ăn tại đường Hà Giang, thành phố Bảo Lộc rồi làm quen, hai bên sau đó liên lạc qua mạng xã hội. Khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 10, ông H nhắn tin hẹn nạn nhân đến một khách sạn trên địa bàn phường Bê Lau, thành phố Bảo Lộc. Tại đây cả hai có quan hệ tình dục. Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định. Sau khi có đủ cơ sở xác định ông H có hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.